mấy bạn, bây giờ mấy bạn nghĩ nấu ăn bằng livecam á là sướng hay là khỏe, cực không? Đó, bây giờ thì mấy bạn theo mình nha, bây giờ mình sẽ gáp livecam rồi mình sẽ bay lên mình làm món ăn bằng livecam cho bạn xem nha, các bạn theo dõi quay trình mình làm như thế nào nha. Ok, theo mình nhé. Gáp xong rồi đó, bây giờ mình chuẩn bị gom củi này nọ, mình ra cái chỗ cái lò của mình làm hồi nãy á, rồi mình sẽ bắt đầu quất. Em nói thôi đó, mấy bạn thấy chưa, em ấy đang phơi nắng đó, còn chạy gì nữa, hút em ấy thôi. Rồi trong này bây giờ là mình sẽ cho con này nó bay lên vị trí của cái chỗ mình nướng á, mình sẽ cho nó mát lên chỗ đó đặng mình xiết củi nha các bạn. Rồi giờ mình đi xúc củi nha các bạn. Nhưng mà cửa khoang mình sẽ để con vịt vô luôn. Rồi giờ mình sẽ để con ngỗng vô rồi mình xúc củi vô luôn các bạn. Tính rồi đó. Rồi giờ mình sẽ xếp củi vào nha các bạn. Thank you.
Rồi bây giờ mình sẽ châm lửa nha. Bây giờ mình châm lửa nha các bạn. Đó. Đó, các bạn nhìn lên trên nè. Ở trên nó đang quay, ở trên xuống cho các bạn coi nữa đó. Rồi một hồi mình sẽ dùng nó để mình nướng nha. Mình chờ nó cháy, mình chờ nó cháy bên cao rồi á là mình sẽ hạ con lai cam mình xuống thấp và mình sẽ dùng con lai cam để tạo lửa lớn lên nha các bạn. Dê nữa không kiếm nữa các bạn.
Còn lấy gồm ông để vòng vòng ở chân á. Hai bạn bọn tôi tập bóng. Phải đi thêm củi nữa các bạn, nó bị cái dàn dưới nó hở quá nên là phải thêm vô ở phần dưới, làm cho nó nhiều ở dưới mới được. Giờ phải đi ấy vá dừa, mình sẽ đi ấy vá dừa rồi mình nhét dàn chân nha. Đó. Tiền rồi.
điện cái điện ha. Các bạn thấy không? Nó trái cái dàn trên mà dàn dưới nó chưa chịu trái nhiều nên là phải bổ sung cho cái dàn dưới của nó mới được. Xuống cái dàn dưới rồi. Nóng lắm mấy bạn ơi. Quá trời nóng luôn. Đây đây. Thôi quá nóng 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 nóng. Mấy bạn thấy không? Nóng lắm. Nên giờ mình đứng xa mình quay cho các bạn coi thôi. Đó. Bạn nghĩ cái gì không chín? Quá trời luôn ha. Còn hơn là qua quả sơn nữa đó. Chút nữa tung còn không bay ra nè mấy bạn. Cũng bao rồi mà cái vỏ nó cũng tàn rồi nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ thăm thử coi con vịt của mình nó con ngỗng của mình nó làm sao nha. Ở trong tối quá, không thấy người ơi. Thấy chưa có gì hết như vậy. Chưa có gì luôn á. Chưa có gì. Chưa gì hết người ơi. Các bạn ơi, còn món này cực lắm nha các bạn coi mấy bạn nhớ like cho mình nha. Đó, like đăng ký cho mình nha. Đó, thấy không? Thấy không? Thanh niên đi phải bổ sung củi lửa liên tục luôn nè các bạn thấy không? Đó. Nóng quá rồi mấy bạn ơi, phải đứng từ xa nè. Bên à, dưỡng bên mới đi. Ở đây còn nóng luôn á. Ok, giờ chào các bạn coi nào. Giờ mình sẽ để thêm tí nữa, tại còn than nữa bạn. Đó, bạn thấy đã chưa? Rồi, hiện tại là thời gian chờ đợi nó đã xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy nó ra ngay các bạn. Đó. Giờ mình sẽ lấy nó ra đây. Đó. Nhìn qua khe đấy đi. Các bạn nhìn qua khe đó các bạn thấy gì không? Mình cũng không thấy đâu. Nhưng mà nó nằm trong đó, vàng lắm rồi. Ok. Đây, thời gian chờ đợi. Bây giờ mình khui nha các bạn. Rồi các bạn nhìn cận vô nè. Đây nè. Nhìn cận vô nha. Thật là vàng ươm. Giờ mình cho nó nằm đỡ bên đây nha các bạn. Thơm lắm. Nó chảy mỡ hết rồi.